Sau thời gian ngắn gấp rút san nổi mặt bằng thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khu tái định cư mới cho bà con xã Trà Leng đã hình thành. Những ngôi nhà được xây dựng khang trang ở làng mới rộng 6 hecta, cách làng cũ khoảng 5 km, nằm ngay trung tâm xã. Mỗi hộ dân được chính quyền địa phương cấp 200 m vuông đất để dựng nhà mới. Mỗi ngôi nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp và công trình phụ trị giá 170 triệu đồng do công ty cổ phần ô tô Trường Hải tài trợ xây dựng, tổng kinh phí 5 tỷ đồng. Vụ sạt lở đất xảy ra hồi cuối tháng 10 năm ngoái vùi lấp toàn bộ nóc ông đề ở thôn 1 xã Trà Lên, làm 24 người thiệt mạng và mất tích. Gia đình già làng Hồ Văn Đề có 8 người thân bị thiệt mạng và mất tích. Trôi hết nhà cửa trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 năm ngoái, xúc động khi đón nhận ngôi nhà mới. Sau gia đình là thiệt hại, là nặng nề quá. Chính là bản thân gia đình bố là nặng nề nhất cả tài sản sức người gia cường mà hết. Đang tài luôn á. Nhà mới này bởi thầy là khách an trang, rất đẹp, mạnh mẽ lắm cũng như chính quyền quan tâm giúp đỡ tạo được giúp đỡ gia đình chúng tôi buộc cam ở nhiều. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam cho biết, các đợt mưa bão trong năm 2020, tỉnh Quảng Nam có khoảng 4.500 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có khoảng 650 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Sau thảm họa thiên tai, tỉnh Quảng Nam tập trung mọi nguồn lực để lập các khu tái định cư, xây dựng nhà mới cho người dân bị thiệt hại. Đến nay, những ngôi nhà bị thiệt hại một phần đã khắc phục xong. Còn khoảng 70% số hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn đã được hỗ trợ xây dựng nhà mới, bản giao trực tiếp Tân Sửu 2021. Qua cái khoảng thời gian rất là ngắn, sự quan tâm rất là sâu sắc của chính phủ, của tỉnh và tất cả những tấm làm để hôm nay bàn giao một số căn nhà vững chãi cho bà con. Tôi thấy rằng vùng này hình như đã hồi sinh lại. Và đây là một cái điểm khởi đầu chắc chắn để cho bà con có cái sự phát triển trong tương lai.